Truyền chào cô chú anh chị và các bạn trên kênh YouTube của Truyền Trên Ba Vlog nha. Cũng khá lâu rồi Truyền cũng không có xuống dưới sông Đồng Nai để mà đi chân lưới bắt cá này kia nha. Thì hôm nay chiều nay Truyền cũng với anh Đồng cùng với em Chiến nha, với anh Ngọc nha. Mấy anh em mình xuống đây để đi dân lưới chiều nay. Giờ thì cũng tầm khoảng 1 giờ chiều các bạn. Thì tối mấy anh em mình mới về nha. Thì mời các bạn cùng theo dõi video của mình để xem chiều nay mình dân lưới để xem có cá hay không. Thì các bạn cùng theo dõi nha. Đây là bến, rất là nhiều xuồng luôn các bạn. Đây nè, mấy cái xuồng luôn nha. Ở đây xuồng thì đóng bằng gỗ như thế này. Còn đây là cái xuồng của em Chiến nè. Xuồng này xuồng bằng sắt nha. Xuồng này thì cũng khá là to nha các bạn. Rồi giờ thì mấy anh em của mình chuẩn bị lắp cái máy lên để mà đi lên ở phía trên kia nha các bạn, đi luôn lên túc phía trên kia. Thì khu này á, tại vì gần chòi người ta làm ở đây thì người ta giăng lưới rất là nhiều lần rồi, sợ không có cá các bạn, phải thử lên trên kia, thử lên túc trên kia để xem có cá hay không. Giờ thì mấy anh em của mình cũng đã lắp máy móc, cũng là bây giờ đang nổ máy rồi các bạn. Bây giờ thì đi lên phía bên kia nha. Ở đây thì cảnh rất là đẹp luôn các bạn. Đoạn này thì nước thì hơi chảy hơi bị xíu một chút các bạn. Nhưng mà nước hôm nay thì nó rút các bạn, thì nó cũng không chưa có xiết mấy nha. Ở đây mà người ta xả lũ ở trên kia, chỗ này rất là xiết luôn. Đây có cảnh đá này kia khá là đẹp các bạn. Mấy đá ngầm các bạn nó lòi lên cũng rất là nhiều luôn, không biết chỗ này có lên được hay không nữa. Nãy thì mấy anh em của mình túi ở dưới kia luôn các bạn, dưới đỉnh núi đúng không? Bây giờ cũng đã lên phía trên đây, bây giờ cũng đã tới đây cũng khá là xa các bạn, từ dưới kia. Bây giờ cũng giăng một tấm lưới ở đây, giăng ở cái khu này nha. Ở đây thì nước im rất là đẹp luôn. Ở đây thì nước nó không có xiết nha. Tại vì hôm nay thì nước người ta chưa xả lũ các bạn, thì nước rất là đẹp luôn. Nước ngọt à? Cho đem bia đi. Bây giờ thì anh Đồng cùng với anh Mô đang giăng mấy tấm lưới ở đây. Đi từ nhà thì mấy anh em mình có đem đây, đem sẵn một cái thùng như thế này nha các bạn. Khi mà có cá thì mình bỏ vô trong đây, thì để cá nó không có chết nha. Đem về cá sống thì mình ăn nó sẽ ngon. Nói trước như vậy không biết có hay không các bạn. Đây, một cái thùng này khá là dễ thương luôn. Thùng nước ngọt nha. Tấm lưới ba thì đã giăng ở đây xong rồi nha các bạn. Bây giờ thì tiếp tục giăng lưới này là lưới 2 cho. Để giờ giăng mấy cái chỗ căng cạn ở đây ha. Lưới 2 này thì chủ yếu kiếm cá bóng đá các bạn. Cũng thường gọi là cá mọ heo vậy đó các bạn nha. Chút nữa nếu mà có thì mình sẽ quay cá đó cho các bạn xem. Cái mỏ nó rất là lạ luôn các bạn, không giống cá khác nha. Đây là cái cừ ngục nè. Cái cừ ngục không biết hoài nè các bạn. Dính mấy con cá nè. Để thử xem. Để dăng lưới đây hả? Thử đi xem có cá hay không hả? Mình biết dính mấy con cá. Thúi rồi. Cá này là cá đuôi đỏ. Cá này cá con thôi. Cá này cũng to lắm, bằng bàn tay luôn á.
thì coi thôi nha các bạn, không phải mình nếu mà dính mình không có lấy nha. Người nó dính cá trình ở đây. Không dính. À, bây giờ thì cũng buổi chiều. Trời hơi âm u một chút nha. Nên xem hơi tối tối một chút các bạn. À, mấy anh em thì đang giăng lưới ở dưới đây nha các bạn. Mình thì đợi phía trên đây để đỡ nặng cái xuồng nha. Thì ở đây mình giới thiệu với các bạn, đây là đá này cũng khá là đẹp ha. Trên kia đá kia đẹp hơn. Đá kia thì lúc trước thì Thuyền cũng làm một cái video một lần rồi, thử thách đi bắt cá đó. Thì cũng giăng lưới chỗ đó nha. Thì đá đó là người ta gọi là đá con đề bàn. Ông bà người lớn ngày xưa người ta bảo là đá đó là đá con đề bàn nha các bạn. Cũng không biết tại sao người ta gọi là đá đề bàn nữa. Còn chỗ này á là đá này ngày xưa các bạn, tại vì ngày xưa là ông bà ngày xưa là sống ở khu này nè, bên mé sông này nha, bên mé sông bên này thì người ta phơi lúa chỗ này nha, tại vì chỗ này đá này rất là đẹp, bằng rất là đẹp luôn, người ta hay phơi lúa chỗ này nha. Đó. Nên đến đây cảm giác rất là đã luôn các bạn, đá này có hình kiểu dáng rất là đẹp luôn nha. Hôm nay thì cái thời tiết thì cũng khá là âm u các bạn, thì hơi tối một chút nha, thì các bạn xem cũng không có rõ mấy thì các bạn thông cảm nha, tại trời cũng hơi âm u một chút. Thì nãy giờ thì giăng cũng được một tấm lưới thứ ba rồi, với bây giờ giăng thêm mấy tấm lưới nhỏ để kiếm cá bóng đá nha. Bây giờ thì Truyền đang đứng trên cục đá rất là đẹp luôn. Bây giờ thì Truyền chuẩn bị kiếm mấy cục đá để mà giăng lưới nhỏ nha các bạn, tại vì nãy đem lưới đi nhà cũng khá là nhiều luôn. Thì hôm nay dự định của anh em mình là tối mới về nha, tầm khoảng 8-9 giờ mới về. Bây giờ chút nữa đi lên phía bên kia, lên bên kia cũng khá là xa các bạn, bên kia thì thác rất là nhiều luôn, sông ở đây nha. Nãy giờ thì Truyền cũng đã kiếm được mấy cục đá nha các bạn, đây này. Đá này á là để mình sử dụng là mình có thể cột ở dưới chân lưới nha, tại vì ở đây á đa số mình giăng lưới á là người ta hay cột ở dưới chân lưới, lưới mới chìm xuống nha các bạn. Thì nãy giờ mình lượm cũng được mười mấy cục, 11 cục. Thì mấy anh em thì đang giăng lưới ở dưới kia nha. Đây thì buổi chiều rất là yên bình luôn các bạn nha. Buổi chiều thì có nghe tiếng chim hót này kia ở trong rừng. Mình rất thích cái cuộc sống bình yên như thế này lắm các bạn. Toàn nghe tiếng suối, tiếng chim hót này kia thôi nha. Nãy giờ thì mấy anh em của mình giăng lưới thì cũng mấy tấm lưới các bạn thì cũng đã xong rồi nha. Bây giờ thì mấy anh em của mình sẽ lên trên bờ phía bên này xong nha các bạn. Nghỉ ngơi một chút xíu nha. Chừng nào mà đi thăm lưới chút nữa mình sẽ quay cho các bạn cùng xem nha. Mà không biết có cá hay không thì các bạn xem mới biết có hay không nha các bạn. Bây giờ thì mấy anh em của mình lên trên đây để làm một nhóm một đống lửa để mà nấu mì nha, để ăn buổi chiều. Giờ tầm khoảng 4 giờ mấy 5 giờ rồi các bạn. Đây thì ở trong rừng nha các bạn. Thì ở đây có một cái láng nha. Có một cái láng rất là đẹp luôn. Láng của mấy chú kiểm lâm đó các bạn. Thì người ta làm cái chòi ở đây để mà đi coi rừng á, thì người ta ngủ ở đây nha. Thì mấy anh em của mình xin nhờ làm lửa trong cái chòi này để mà nấu mì nha các bạn. Thì mấy anh em mình cũng không có phá đồ của mấy anh mấy chú ở đây nha. Thì nhờ làm lửa mượn cái nồi này kia thôi để nấu mì thôi. Đây thì nãy giờ cũng đã nấu nước sôi rồi để nấu mì tôm để ăn buổi chiều thôi nha. Bây giờ khoảng 5 giờ mấy rồi các bạn. Trời cũng tối tối rồi nha. Trời cũng bây giờ cũng tối tối rồi. Ở đây thì buổi chiều như thế này rất là bình yên luôn. Không có nghe tiếng gì luôn các bạn nha. Chỉ nghe tiếng suối thôi. Giờ thì chim này kia nó cũng không có hót này kia nữa các bạn. Tại vì tối nó cũng đi về đi ngủ rồi. Đây thì em Chiến
đang đi qua bên kia bờ sông qua bên kia nha. À, ở chòi này thì mấy anh mấy chú trồng có củ sả luôn nè, đầy đủ luôn nha, có củ sả rồi ớt này kia nè, ớt này là ớt ớt hiểm vậy đó. Ui, nó sai trái rất là đã luôn. Mà ở trong đây con chim nó cũng không có ăn nè các bạn, này thì chim cho màu này kia nó hay ăn á, có trồng đây cam hay quýt gì nè, này gừng nè, này thì cây dừa nè, rồi lá mì này kia, chuối này kia, đầy đủ luôn các bạn. Ở trong rừng như thế này trồng nhiều thứ như thế này rất là vui luôn ha, rất là đã ha, nhìn rất đẹp các bạn. Phía bên đây có một cây rất là to luôn. À, nãy giờ thì nấu mì cũng chín rồi nha các bạn. Bây giờ thì bốn anh em mình ngồi ăn dưới bờ sông như thế này rất là ngon luôn nha. Mời các bạn ăn mì cùng bốn anh em của mình nha. Đây, mì không, không có trứng. Ăn cơm xong với ăn mì xong các bạn, thì bây giờ cũng tối rồi nha. Mấy anh em của mình thử thăm lưới để xem có dính hay không. Giờ cũng khoảng 6 giờ rồi các bạn. Lưới này lưới 4 các bạn. Lưới có cá hay không mùa này? Cá tại vì nước bên đây nó ấy quá, nước trong quá các bạn. Sông như thế này nước đục thì có khả năng dính, còn nước trong này hên xui thôi. À, đây thì được một con cá này các bạn, cá này cá mỏ heo nha. Đây nè, cá bóng đá nha, người ta gọi là cá bóng đá. Tự nhiên lưới 4 là lưới to mà tự nhiên dính con cá nhỏ nè. Là được một con rồi. Đó, các bạn thấy cái mỏ của nó rất là lạ luôn nha. Đó, cá này là cá mỏ heo nè, giống như mỏ heo nè các bạn. Người ta cũng thường gọi là cá bóng đá này kia nha. Thì cá này nó chỉ ăn rong rêu thôi. Cái ỉa của nó mình cũng ăn được nha. Đó, khá là đẹp luôn. Là hết một tấm lưới đầu tiên nha các bạn. Không được con nào, được một con cá mò heo một chút xíu. Tấm lưới thứ hai nha các bạn. Lưới này là lưới 2. Hôm nay là lưới 4 nha. Lưới này nếu mà dính thì dính mấy con cá nhỏ thôi. Giờ được một con. Được một con cá trắng. Vô là lẹp rồi các bạn. Lep rồi. Rồi ta cho lại rồi. Lep rồi. Lep rồi. Để phối hầm. Đây được một con cá trắng này các bạn. Cái này là cá gì? Cá nhỏ không các bạn? Ở đây được một con nữa nha các bạn. Đây. Vẫn là cá mỏ heo nha. Đây được một con. Cá này mướt kìa. Cá này không biết tên gì luôn các bạn. Giống như cá thác lát hả? Cá thác lát hả? Cá thác lát sông. Cá này là cá thác lát sông hả cháu? Nhìn giống như cá khô. Hai con. Kéo đại luôn.
Này con này cũng mập ú nùn. Đây được hai con tiếp các bạn. Mình dính toàn một cặp không nha. Con này thì khá là to luôn nè. Ui, các bạn nhìn đã không? Đó. Con này mà nướng á, chấm muối ớt thì khỏi phải khỏi bàn luôn nha. Cũng thêm mấy cái lá lục vừng này kia. Ngon lắm các bạn. Dính được hả? Đây các bạn, ui con này quá ngon. Ui một chỗ 4 con các bạn, quá lạ luôn nè. Chỗ 4 con nào con nấy cũng to to nha. Đó, quá lạ luôn. Đó, mà đưa đây, đây một con. Ui đã, đã quá các bạn. Ở khu này là con nào con nấy cũng to to không nha. Cá này thì thường bán ký nhiêu? Trăm mấy không? Đây, đây chỗ này mấy con. Mười con luôn hả? Chỗ ba bốn con các bạn. Kể đi. Nhìn cái lằn thôi. Con này đây quay một bạn xem nha. Đó con này khá to luôn. Con này nè cực bằng cổ tay của mình luôn nha. Cỡ một con nữa là bằng cổ tay luôn á. Quá đã luôn. Đây là tấm lưới thứ ba các bạn. Ui được một con. Lưới này là lưới lưới ba luôn. Này là lưới ba nha. Được một con cá trắng này. Con được mấy con? 4 con rồi. 4 con cá heo các bạn. Không dính cá to rồi. Hôm nay không may mắn rồi. Không may mắn cá to rồi. Ở đây thì dính một con cá. Cá này là gọi cá gì ta? Giống như cá rô phi à. Cá rô biển à. Cá là cá rô biển nữa các bạn. Nó giống giống ha. Chỗ hai ba con. Đây nè. Đây nè mấy con. Hai con. Cái này hai con rồi các bạn. Ở đây cá nhỏ không ha. Này cái tấm trên kia hồi nãy mới cá to. Con này con nào con nấy con mập con nù. Toàn là cá mọ heo không các bạn. Cá khác. Mấy con cá đắng thì chín ít lắm. Tay bén rồi các bạn. Wow. Đó. Người ta xả lũ giờ nước dâng tới đây rồi nè. Các bạn ha. Cái hồi chiều mình quay là tốt dưới kia luôn á. Bây giờ thì nước cao tốt trên đây luôn. Khoảng 2-3 mét luôn các bạn. Có khi là hơn luôn á. Tốt trên đây luôn nha. Tại đèn pin mình nó yếu lắm rồi nên không có rõ nha. Đây thành quả này các bạn thì được như đây nè, mới đổ ra nè,
toàn là cá cá mỏ heo không nha. Đây thì cá cá rô biển chưa. Đây cá lăng nè, cá lăng nhỏ xíu. Đây cá lăng đá nha. Đây cá lăng đá. Đây thì mấy con cá đắng nè. Đây, mấy con cá đắng nè. Cá mỏ heo nè. Có mấy loại cá thôi. Còn cá này thì giống như giống cá đuối thôi. Cá này giống cá đuối thôi. Cái này là cá thác lát. Thác lát xong nha. Bây giờ thì mấy anh em của mình tranh thủ chia để đi về. Bây giờ cũng muộn lắm rồi các bạn. Chắc khoảng 9 giờ rồi sao? 8-9 giờ rồi. Này hả? Nào như cũng nào. Bây giờ thì đang chia cá nha các bạn. Cá thì toàn cá ngon không nha. Cá này thì khỏi chê rồi. Cá này ngoài chợ không có nữa nha. Phải đi kiếm như thế này mới có các bạn. Nãy giờ thì mấy anh em của mình chia cá cũng đã xong rồi nhé các bạn. Bây giờ thì cũng đi về rồi nha. Nãy chia thì được người được như đây nha, 4 nhà chia là tổng cộng tất cả chắc tầm khoảng 8 kg các bạn, cũng khá nhiều ha. Thì ở đây chỉ cần mình xiên thì không bao giờ mình thiếu cá ăn nha, toàn cá ngon không. Thì clip của mình từ chiều giờ cũng khá là dài rồi, chắc có lẽ bây giờ mình cũng tạm dừng clip để đi về nha. Thì các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình xin một like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha các bạn. Bây giờ mình chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.